Xin chào quý vị và các bạn, quay lại với series Bạn hỏi nhà gốm trả lời. Và trong số ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi sẽ ra sao nếu như gốm Bát Tràng gặp một sản phẩm lỗi. Quy trình làm gốm gồm nhiều công đoạn, mỗi công đoạn đều mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, nhưng không phải bè nào cũng thành công bởi vì rủi ro là một phần của gốm thủ công. Thời tiết, chất đất hay độ ẩm và rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của một sản phẩm. Ví dụ như đôi lục bình men màu này, ngay cả khi chúng ta đứng trực diện cũng thật khó để thấy rằng lỗi của vật phẩm nằm ở đâu. Trước tiên chúng ta hãy cùng đi kiểm tra đến lớp men. Lớp men của đôi lục bình có độ sáng và bóng hoàn hảo, đặc biệt phần vẽ tay vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xoay đôi lục bình này lại để thấy rằng lỗi của sản phẩm nằm ở đâu. Và nếu như quý vị vẫn chưa tìm ra được lỗi của sản phẩm nằm ở đâu thì chúng ta hãy cùng nhìn cận cảnh nhé. Lỗi của sản phẩm nằm ở phần thân dưới bình. Vết hằn này được hình thành trong quá trình chế tác sản phẩm và tất nhiên lỗi này không thể sửa được vì một khi đã tráng men đem đi nung thì không thể nào đắp hay gọt thêm được. Thật tiếc vì để làm ra được một sản phẩm là biết bao nhiêu thời gian và công sức nhưng lại không đến được tay khách hàng. Đối với các sản phẩm như thế này thì chúng tôi sẽ không bao giờ có chuyện bày bán hay là cung cấp được cho tay khách hàng mà chúng tôi sẽ đem trả lại xưởng. Tuy nhiên, nhiều người lại lợi dụng lòng tin của khách hàng, bất chấp sự sai sót của sản phẩm mà họ vẫn bày bán tràn lan các sản phẩm như thế này trên thị trường. Điều này không chỉ đánh mất giá trị của một sản phẩm gốm sứ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Gốm Bát Tràng tự hào là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp gốm sứ hàng đầu tại Hải Phòng. Mỗi vật phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng từ nhà lò đến showroom và từ showroom đến tay khách hàng. Chúng tôi tự hào không chỉ mang đến cho các bạn sản phẩm chất lượng nhất mà còn dịch vụ tuyệt vời nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại câu hỏi và nhà gốm sẽ giải đáp trong số tiếp theo.